Xin chào toàn thể anh em chơi sim trên cả nước. Hôm nay rảnh rỗi thì qua sim lại chia sẻ cái cách chăm sóc, cách chơi sim. Nói chung là cái cách chơi cá nhân mình thôi, chứ mỗi người có một cái phong cách chơi riêng. Thế thì rất cảm ơn anh em đã ủng hộ, đã chia sẻ cho Vũ Hoa Sim Thái Nguyên. Hôm nay làm cái video ngắn ngắn nữa về cái cách chia sẻ, về cách khoe nụ. Bây giờ là hiện tại là nụ nó đang ra rất là nhiều rồi anh em nhé. Đây, đang ra nụ rồi. Đấy, cây đang ra nụ. Đấy, thì cái cây sim ấy chăm sóc nó thì thực ra là trước tiên là anh em chơi cây thì là phải có sự đam mê, đam mê thực sự. Nhưng mà tiền bạc thì ai cũng thích, ai cũng muốn, nhưng mà đam mê về cây thì nó còn phải có thời gian chăm sóc. Như cây này thì đang cũng đang hoàn thiện cái tán nó rất là kỹ, thì toàn bộ là ngoài một năm, chưa ngoài một năm đâu. Đến tháng tư này mới ngoài một năm cơ, thì được một năm đây, thì cũng đang cho nụ và lấy được cái tán. Cái chậu này thì là cái chậu trước tiên là do cái điều kiện kinh tế của mình chưa cho phép, nên mình chưa cho chậu đẹp được. Sau này mình có thể thay sang cái chậu đẹp khác nghe nhá. Thì mình cứ dòng thiết chậu này để di chuyển, mới dịch chuyển cho nó dễ tiện cái chăm sóc. Đấy. Thì, thứ nhất là về cái phần thành phần đất, thì toàn bộ sim của Vũ thì dòng bằng đất đồi. Anh em ở dưới xuôi thì nếu như mà mua cây mà có được cái đất mà đất màu thì nó cũng phát triển, sau này nó cũng không mạnh lắm đâu. Nhưng quan trọng là cái đất màu ấy, là mình làm xốp nó được. Thứ hai nữa là cái thành phần thì chăm sóc thì nó chỉ dùng phân phân trâu, phân dê, phân bò. Nói chung là nó sẽ hợp và nó được lâu cây hơn. Đấy, các bạn thấy không? Cỏ mọc rất xốp, xốp rất nhổ lên được ngay, nó không bị lì. Cái cây sim này nguyên bản từ trong tự nhiên ấy thì nó phải được xốp. Nó phải được tơi xốp. Nó phải được tơi xốp. Cái chăm đây là phân trâu. Chậu này là chậu 1 mét. Tán đây. Tán rất là dày. Đang có nụ luôn này. Không phải cây non đâu anh em, đây đang ra nụ rất là nhiều. Đấy. Đây cây này thì cũng đang có nụ. Thì mình cái cây khỏe thì nó rất là ok này. Đây là trước đây cành nó dài ra đây, nhưng mình thu nó lại để mình làm cái bộ tán cho nó khum vào thành mái. Thì cây sim khỏe thì nói thật với anh em là không phải chăm nhiều nó cũng lên cực kỳ luôn. Nên cách chọn phôi, cái phôi thì nói chung là bây giờ bán phôi thì nhiều người bán lắm, nhưng mà cái phôi khỏe, cái phôi đẹp thì nó phải có cái sự lựa chọn ở từng cái cánh rừng, từng cái giải đất, làm sao mà về được cái cây sim nó phôi nó khỏe, lá nó to này, to như bàn tay luôn. Đấy, lá to như bàn tay của mình luôn. Đây. Đấy, thì nhà, năm nay là những cái đầu cành này nó cũng có nụ rồi. Đây, cái nụ ra. Đấy, đến mùa hoa này. Đây, còn những cái phôi mà năm nay, năm 2021 mình nhập đây. Những cái phôi thì nó chỉ là những cái phôi thôi. Thì đang tạm thời là mình ươm dưới đất. Hết. Đây, những cái phôi. Đấy. Những cái phôi đẹp, phôi to.
Thì ươm cây to này nói vậy thôi nhưng mà cũng rất là khó anh em nhé. Trong quá trình chơi nó cũng rất là cực kỳ là khó. Đấy. Không hề đơn giản. Đấy. Còn những cây mà những cây đẹp thì nói chung là cứ làm tán được đến đâu thì lại thị trường anh em đến thì lại giao lưu. Lại phải chuyển đi thì không dám đăng nữa, không dám quay nữa. Anh em nhà vườn rồi anh em chơi. Cây này là cũng được 8 tháng rồi, 9 tháng rồi. Nên là một búi. Nhưng mà mình cũng chăm sóc, mình cũng cắt tỉa tạo. Tức là toàn bộ dùng một cái cách cắt giật. Đấy, cho nên là sau này là thay một cái chậu nữa thì nó thành cái bộ khum tán rất là đẹp. Đấy. Thì đây cây phôi của năm nay thì đang ươm ươm phôi phôi rất là nhiều đấy, phôi chậu đây, còn đây là khoe thêm đây là một cái ổi đào để đây những cái phôi nồn này, phôi nồn nực này. Đây, cái ổ đào rất là to và đang lên mầm tán rất là ok anh em. Thì cũng chia sẻ những cái video này để về cách chăm sóc. Cái mùa này là cái mùa mà cái sim đang phát triển rất là tốt. Mùa này là cái mùa cắt tán nhanh nhất để tạo tán nhanh nhất cho anh em. Anh em cứ chăm bằng cái phân như phân trâu, phân bò, phân dê. Đấy. Còn phân hóa học thì ta dùng ít thôi, tại vì là lá nó không được mập, sau này nó không xanh được. Anh em nhé. Cho nên là đây phân gà này cũng có một ít đây, nhưng mà không thể bằng phân trâu được. Phân trâu nó cái lá nó xanh lắm. Đấy, đây này. Đấy, cái lá nó rất là xanh. Phân 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 nước phân hóa học ấy thì lá nó cứ nó không được cái màu này đâu, nó xanh nhạt nhạt như lọn chuối đấy, nhưng lá già nó xanh nhạt nhạt như lọn chuối. Đây thì hôm nay là video ngắn để chia sẻ với anh em, thì hoa sim nó bắt đầu là đang có nụ rồi, thì ai có nhu cầu thì cứ alo qua Zalo của Vũ Hoa Sim Thái Nguyên, đọc luôn số điện thoại luôn này 0365 263 516. Nó có số điện với em, điện thẳng cho gì nó. Qua sim đọc luôn nhé. 0365 263 516. Anh em liên hệ giá để sẽ được những phôi đẹp giá trực tiếp. Anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video về sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé. Xin chào.